Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bản tin phát lúc 14 giờ chiều nay, ngày 6 tháng 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 13 giờ, siêu bão số 3 ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 114,4 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Như vậy, bão số 3 Gia Kỳ sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và đuôi bán đảo Lôi Châu để tiến vào vịnh Bắc Bộ. Cường độ siêu bão vẫn giữ ổn định ở cấp 16, 184 đến 201 km h giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng của hoàng lưu siêu bão, tại đảo Tiền Tiêu, Bạch Long Vĩ nằm giữa vịnh Bắc Bộ, hiện đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàng lưu bão rộng, chiều nay khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ sẽ đai dòng, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ. Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển nhanh với tốc độ 15 đến 20 km/h hướng tây tây bắc. Với khoảng cách hiện tại, tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Siêu bão này chỉ cần 24 đến 30 giờ đồng hồ nữa là có thể đổ bộ vào bờ biển nước ta. Dự báo khi đã đi vào vịnh Bắc Bộ đến 1 giờ sáng mai, ngày 7 tháng 9, ở vị trí cách Quảng Ninh hơn 200 km, bão vẫn rất mạnh với cường độ cấp 14, giờ cấp 17. Cơ quan khí tượng quốc gia xác định, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm trong khung phía bắc vĩ tuyến 17N, phía tây kinh tuyến 113,5E. Những giờ sau đó, bão số 3 tiếp tục đi vào vùng biển và đất liền, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, cường độ bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15. Dự báo từ đêm nay và gần sáng ngày mai, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, sau tăng lên cấp 8 đến 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giữa cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền, phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 đến 8, giữa cấp 9 đến 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 m Vùng gần tâm siêu bão có sóng biển cao từ 10 đến 12 m Biển động dữ dội. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 m sâu tăng lên từ 3 đến 5 m. Vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 m. Từ đêm nay và gần sáng ngày mai, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao từ 2 đến 3 m, sau tăng lên từ 2 đến 4 m. Vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Với cơn bão có cường độ mạnh hiếm gặp như thế này, các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng với hiện tượng nước rút và nước dân. Cụ thể, sáng mai trước khi bão vào, nước biển sẽ rút khoảng 0,5m ở Thanh Hóa đến 1m ở Quảng Ninh, chiều và đêm mai khi bão vào gần, nước biển sẽ dâng cao từ 0,5m Thanh Hóa đến 2m ở Quảng Ninh so với mực nước thường ngày. Từ đêm nay đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ, tập trung trong ngày và đêm mai, phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày mai đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa ký ban hành điện hỏa tốc của thường trực thành ủy về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn. Văn bản đều rõ, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3, Gia Kỳ trên Biển Đông hiện đang di chuyển nhanh có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Nội. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố khẩn trương tăng cường thông tin về diễn biến và tính chất nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3. Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm do bão số 3 gây ra, tập trung kêu gọi vận động người dân khẩn trương về nơi cư trú an toàn tránh tư tưởng phó mặt công tác phòng chống bão cho cơ quan chức năng, đặc biệt là tư tưởng chủ quan, lơ là. Điện của Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu đề cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bão hiệu quả, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là tại các khu vực ven sông, bệnh viện, trường học, khu vực tập trung đông dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp. Văn bản đều chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Điện của Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương chủ động nắm sát tình hình bão để tập trung kịp thời thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng phó. Theo dõi sát tình hình bão, lũ Chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng khai thác và ngăn nguy cơ ngập lụt từ lũ rừng ngang, đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân. Chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng, triển khai các biện pháp bảo vệ hồ đập đê điều, nhất là các khu vực huyện Quốc A, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất. Thường trực Thành ủy yêu cầu Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu xây dựng phương án kịp thời và kiên quyết sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, di chuyển các hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm đến trụ sở ủy ban nhân dân phường, xã, trường học nơi kiên cố an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đối với các công trường xây dựng phải có biện pháp chống rơi vật liệu từ trên cao, cần trục tháp phải hạ cần và cố định cần trục. Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoãn các cuộc họp, hội nghị, sự kiện không cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đồn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão. Văn bản nhấn mạnh, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do lỗi chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão, thì người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Ghi nhận của BLO nay ngày 6 tháng 9, hàng trăm ngư dân làng chài ven bờ biển thành phố Sầm Sơn đã kết thúc công việc trước giờ cắm biển, kéo thuyền vào bờ vào 12 giờ trưa nay. Theo đó, nhiều người dân Sầm Sơn hối hả thu lưới, ngư cụ lẫn tài sản đưa lên bờ an toàn. Ngư dân xếp thuyền lên bờ dọc đường Hồ Xuân Hương, thành phố biển Sầm Sơn. Nhiều ngư dân chia sẻ, từ khi có thông báo lệnh cắm biển chiều qua, nhiều ngư dân đã bắt đầu dừng việc đánh bắt cá ven bờ. Ngư dân làng chài chia sẻ, việc đưa tàu thuyền lên bờ an toàn, tìm nơi tránh trú bão như là một việc làm thường xuyên của người trong nghề. Tuy nhiên, qua báo đài, thì sư bão Gia Kỳ mạnh nhất trong 10 năm qua, nên không thể chủ quan. Hình ảnh biển Sầm Sơn sáng nay, ngày 6 tháng 9, gió nhẹ, sóng biển lặng khác thường. Trao đổi với BLO, ông Vũ Đình Tầm, 65 tuổi, ngụ xã Quảng Cư, 8 giờ sáng thuyền của tôi đã vào bờ. Số tôm, cá đánh bắt được, được bán hơn 1 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi bắt đầu dọn dẹp đưa tàu lên bờ neo đậu an toàn. Ngư dân Văn Định Trung, 67 tuổi, cho biết cả gia đình ông đã kéo thuyền lên trên đường Hồ Xuân Hương để tránh siêu bão Gia Kỳ. Khi nhận của BLO từ chiều qua ngày 5 tháng 9, cư dân làng chài ven biển Sầm Sơn đã đưa các phương tiện, ngư cụ lên bờ đảm bảo an toàn, đồng thời không để bất cứ tàu thuyền nào neo đậu sát bờ biển. Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Gia Kỳ, bão số 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương ra soát kỹ, triển khai ngay công tác đảm bảo an toàn đối với những hoạt động trên biển, đảo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lòng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ gặp sâu do sóng lớn, nước dân, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không đảm bảo an toàn Hôm nay ngày 6 tháng 9, tại Nghệ An và Hà Tĩnh ảnh hưởng bão số 3, trên bầu trời xuất hiện mây đen xám xịt cuồn cuộn, vân vũ khiến nhiều người dân lo lắng. Theo ghi nhận từ sáng sớm ngày 6 tháng 9, tại hạ nguồn sông Lam, thành phố Vinh, Nghệ An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh xuất hiện các khối mây đen xám xịt, hạn chế tầm nhìn. Sau đó tại thành phố Hà Tĩnh và một số địa phương xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trong đêm 5 tháng 9, trên địa bàn thành phố Vinh xuất hiện gió lớn, một số tuyến đường bị gãy cành và cây xanh đổ xuống đường. Hiện các đoàn công tác của thành phố Vinh đi kiểm tra tình hình phòng chống lục bão số 3 trên địa bàn. Trước tình hình diễn biến của bão số 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ra công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ sở, ban ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đông đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa ứng phó với bão, chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đã ký ban hành công điện số 36 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bảo số 3. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh youtube của Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!